Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, từ tháng 10 trở lại đây, tình hình sản xuất công nghiệp đã có nhiều dấu hiệu khôi phục đáng kể. Trong đó đặc biệt là các địa phương là thủ phủ công nghiệp như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 vừa qua ước tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 11 tháng thì chỉ số này đã tăng 3,6%, đóng góp lớn vào sự phục hồi sức khỏe của các doanh nghiệp. Ngoài các gói hỗ trợ từ Trung ương, thì sự đồng hành của chính quyền địa phương cũng là trợ lực quan trọng, đặc biệt với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có quy mô nhỏ và vừa. Công ty may mặc này sẽ là doanh nghiệp đầu chuỗi tại một trong những cụm công nghiệp vừa được thành lập tại tỉnh Bắc Giang. Đại diện doanh nghiệp cho rằng, việc tỉnh có quy hoạch cụ thể cho một cụm công nghiệp sẽ là cơ sở để thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho ngành may mặc quy tụ về đây. Khi mà làm thành một cụm công nghiệp như vậy, thì chúng tôi sẽ chủ động về vấn đề là xây dựng cái hệ sinh thái cho LG tại đây. Chúng tôi có thu hút các phụ trợ vào ngành may mặc và những nhà máy dệt, nhà máy may khác nữa để chúng tôi có thể là xây dựng một chuỗi cung ứng dần dần để giảm thiểu những cái vấn đề đứt gãy của chuỗi cung ứng. Thì đây cũng là một cách phát triển bền vững lâu dài. Việc tập trung xây dựng các cụm công nghiệp cho các lĩnh vực như cơ khí, dệt may, hóa chất, vật liệu mới đã được tỉnh Bắc Giang triển khai. Từ một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chính, cụm công nghiệp sẽ được phát triển bằng việc mở rộng, thu hút thêm các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong cùng chuỗi giá trị. Như vậy sẽ tạo thành một hệ sinh thái công nghiệp bền vững. Quy hoạch đến năm 2030 thì tỉnh Bắc Giang sẽ có 63 cụm công nghiệp. Thế và trong các cái cụm công nghiệp tới đây thì Bắc Giang cũng ưu tiên là thu hút những các cái ngành nghề sử dụng lao động ít này, sử dụng đất ít này và có cái giá trị gia tăng cao thì và đáp ứng được các cái yêu cầu sản xuất chính của các cái doanh nghiệp hiện nay đã có ở trên các cụm công nghiệp. Nếu như trước đây, đất đai, vốn, nguồn nhân lực và thủ tục hành chính được xem là bốn nguồn lực mà các địa phương có thể hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, thì từ khi dịch bệnh xảy ra, một yếu tố nữa được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, đó chính là sự đồng hành của chính quyền địa phương trước những rủi ro như dịch bệnh. Gần đây thì một số địa phương cũng đã có những giải pháp cụ thể, tập trung vào những nguồn lực là thế mạnh để đồng hành cùng lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Như tỉnh Bắc Ninh, đến nay gần 100 doanh nghiệp đã được tư vấn cải tiến, nâng cao năng suất, giảm tỷ lệ hàng lỗi và tồn kho, kết nối để tiếp cận và quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến các tập đoàn đa quốc gia, cũng như tăng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hay như tỉnh Hải Dương đã hợp tác cùng Bộ Công Thương và các doanh nghiệp FDI lớn trong việc cải tiến sản xuất và chất lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn. Chúng tôi đã có kế hoạch từng bước tăng tỷ lệ nội địa hóa thông qua việc hợp tác trực tiếp với các nhà cung cấp trong nước, để không chỉ dừng lại ở 10% như hiện nay. Việc này rất cần có sự kết nối giúp đỡ từ địa phương. Hiện chúng tôi đã có những công nghệ bản quyền, rất mong muốn được hợp tác và chuyển giao cho các doanh nghiệp Việt Nam để có thể tham gia vào chuỗi giá trị của mình. Chúng tôi mong muốn được địa phương giới thiệu các đối tác tiềm năng trong nước. Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới, cộng đồng doanh nghiệp FDI tin tưởng Việt Nam vẫn là thị trường đầu tư hấp dẫn bởi môi trường chính trị, kinh tế ổn định, nguồn nhân công giá rẻ, các chính sách thu hút đầu tư, cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện, cũng như cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí nhân công có tốc độ tăng nhanh hơn năng suất lao động, nếu ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn chưa học hỏi, sáng tạo được các công nghệ, kỹ thuật sản xuất, thì sẽ có thể mất đi cơ hội tham gia vào các chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI. Do đó, cần thiết phải có các chính sách thiết thực, đủ mạnh và đồng bộ từ trung ương đến địa phương để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, tránh nguy cơ không bắt kịp xu thế chuyển dịch của chuỗi giá trị toàn cầu.